bình minh và hoàng hôn. Cả hai đều rất đẹp. Nhưng tại sao người ta chỉ thích đặt tên là bình minh thôi nhỉ? Cái phong thái và một cái thái độ sống tích cực của Quang Minh Tuấn Anh dành cho các bạn trẻ. Mọi người, nhất là các bạn trẻ, là có một cuộc sống, có một cái tinh thần phải lạc quan. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải luôn suy nghĩ tích cực. Và Thắng cũng không ngoại lệ, đang rất là nóng lòng để có thể được ngồi thưởng thức xem một bộ phim mà có thể nói là sẽ là cho Đông Nhi và ông Thắng sẽ nhớ lại rất khá là nhiều kỷ niệm với lại một người anh rất là thân thuộc với lại mình trong suốt những năm qua. Và thật sự Nam Hy là một người bạn ở ngoài đời rất là thân với ca sĩ Quang Minh Tuấn Anh. Và nên là ngày hôm nay rất là nhiều cảm xúc. Là nó không chỉ đem được tiếng cười cho khán giả mà còn khiến tất cả những người xem phim cảm thấy xúc động và còn rơi nước mắt nữa. Thấy đây là một bộ phim mà tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rất là dành tất cả tâm huyết cho bộ phim này. Mình rất là háo hức xem bộ phim này và chúc cho bộ phim sẽ thật là thành công tốt đẹp. Hy vọng là bộ phim này sẽ làm thỏa mãn cơn khát của khán giả cũng như là fan hâm mộ của các diễn viên ở trong phim. Ủng hộ cho Trái Tim Máy thật là nhiều nhá. Hãy mua vé xem phim. Hôm nay là ngày ra mắt bộ phim Chàng Trai Nam Mến, thực sự là đây là một ngày quá là tuyệt vời, không chỉ với Tùng mà đối với tất cả các anh em trong ekip bộ phim Chàng Trai Nam Mến. Thật sự hồi nãy Harry nhìn cái clip này tôi là Harry suýt khóc rồi. Tại vì thông qua phim này thì mình cũng có nhiều cái tình cảm cho với nhau và thông qua phim này thì mới biết được là Alan B thì người như thế nào. Và hy vọng đây là món quà không chỉ dành cho em ấy mà dành cho tất cả quý vị với tình cảm mà quý vị dành cho cuộc sống. Một lần nữa thay mặt cho đoàn làm phim gửi lời cảm ơn quý vị rất nhiều vì sự có mặt đông đủ của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu chúng ta chọn lựa đến rạp để xem bộ phim này thì chúng ta hãy tạm bỏ hết tất cả những cái thông tin mà chúng ta hoài nghi, chúng ta có những cái phiền lòng để mà mình tận hưởng bộ phim thật là tốt. Và hãy hiểu bộ phim như là hiểu một cái sinh mạng vậy, nó có một sự sống của nó có cái tính cách của nó và chúng ta hiểu nó một cách công bằng nhất. Đó là một điều mà Quang nghĩ là cái cảm xúc của bộ phim đã có thể chạm đến tất cả những khán giả đã có mặt trong ba phòng chiếu vừa rồi. Quang nghĩ là mọi người sau khi xem xong thì vẫn khóc và cười bộ phim nhưng mà sau đó sẽ cảm thấy có một cái gì đó tích cực, yêu đời hơn và quý trọng những cái điều thiêng liêng trong cuộc sống, thứ nhất là gia đình và bạn bè. Bộ phim này thì Linh chỉ có thể nói một câu là không phải dạng vừa đâu. 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 Vừa đâu. Live show đỉnh vào.